ý là nó là 52 đô. Em ăn mấy khúc đó là em dư hơn 52 đô. Chắc khỏi ngủ luôn. Em đánh có mấy ngày mà ăn lên một cho ăn lên 400 mấy chục đô. Ghê. À 1000 đô mà ăn lên 400 mấy chục đô. Quá dữ. 50% rồi. Ừ, 50% rồi. Sao mà không đạp đánh thiệt luôn đi. Em ba lần đầu là em thua hết 100 đô rồi, có nghĩa là em còn có 980 mấy à. Nhưng mà tới chừng em ngộ ra chỉ có ba lần đó là em đi chốt tầm bậy, chốt lỗ đưa tiền cho nó ăn. Em bắt đầu em phân tích là em muốn là hôm nay là gần như 100 là anh không có thua một lệnh nào luôn đó.